bị díu chì á đó. Cho nên mình cũng hạn chế á, mình cũng hạn chế ba cái xài cái lưới chì lỗ phân 2 nha mọi người đó. Mình xài nó xài cái lỗ lưới chì mà lỗ cái lỗ lưới 2 phân này nè, là bền thấy không, chắc lỗ luôn á, thấy không, không có một chỗ méo chỗ mớp luôn á, thấy ok không? Ngọc xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay á, mọi người sẽ cùng với Ngọc làm lồng bẫy sạp chuột cống nha mọi người, để mà có được một chiếc bẫy hiệu quả và bền bỉ với thời gian á mọi người, thì mình cần phải sử dụng cái loại lưới chì nào và như thế nào và cách làm ra sao nha mọi người. Rồi hãy bắt tay cùng với Ngọc nha. Đây á, là Ngọc chọn cái đây là lỗ lưới chì nha, này là loại 2 phân nha mọi người, nhớ nha, lỗ 2 phân là nó mới bền bỉ được nha mọi người. Còn mà xài á lỗ một phân 2 mọi người nè, cái lỗ lưới chì phân 2 này nè nha, nè phân 2 nè, dù cho cái cọng lưới nó tốt cỡ nào, lưới nhất cỡ nào chăng nữa, thì mình khi dính được chuột cống mọi người thì nó sẽ cắn nha, nó cắn á, cái lưới chì tốt á thì nó cắn không sức chì thiệt, không sức những cành chì này ra, nhưng mà nó sẽ bị quéo lại nha mọi người, nó sẽ bị dúm lại hết trơn luôn, là cái lọng mình nó không có thẩm mỹ và xài nó không có bền nha mọi người. Cho nên không được chọn cái loại lưới lưới chì là 1/2 này để mà làm chuột cống, nên chọn cái loại lưới chì 2 phân như thế này nha, là nó mới bền bỉ được. Rồi không những á, mình có thể mà mình bẫy chuột cống được á mọi người, mà trong khi đó ha, mình còn có thể bẫy luôn cả bìm biệp được nha mọi người, hiệu quả rất cao nha. Đó là từ cái lồng này nè, như là một công hai chuyện luôn mọi người, sẵn làm cái lồng bẫy chuột cống, rồi khi mà mình bẫy á một thời gian thì cũng sẽ hết chuột cống thôi, thì mình sẽ chuyển qua mình đi bẫy bìm biệp, nó cũng là một thu nhập nha mọi người. Để được một chiếc lồng như vậy thì mình làm kích cỡ như thế nào và là cái chiều dài chiều ngắn ra sao. Rồi mọi người bắt tay cho làm với Ngọc nha. Trước hết á, mọi người cắt cho Ngọc một cái tấm lưới có cái chiều dài này nè, cái chiều dài này nè ha, chiều dài cái tấm lưới này nè là 27 ô nha mọi người, tính luôn gai nhọn này nha, là thứ 27 nha, là thứ 27 nha, tại vì mình bẻ khung lồng này á là cái chiều đứng của khung lồng á là 6 ô, mà cái chiều ngang của khung lồng này á là 7 ô, thì cộng lại á là sẽ là 26 ô, nhìn thử ra cái ô nhọn này dùng để cuốn lồng nè là thứ 27 nha. Còn cái chiều nè, còn cái chiều ngang của cái lưới này thì một lát sẽ trở thành cái chiều dài của cái lồng đó mọi người. Cắt cho Ngọc nha, lọt lồng này nè là 11 ô, tính luôn hai cái cạnh gai nhọn hai đầu bên đây nè là thứ 13. Cái này á, gai nhọn này á, một đầu này á là dùng để cuốn đít, còn cái này á dùng để cuốn cái thân của sợi dây chì á mọi người, cho nó cứng cái lồng nha, để không thôi là nó sẽ không có bền bỉ được đâu. Rồi vậy mình bắt đầu cuốn nha mọi người, rồi đếm lên cho mình nha, từ đây nè 1 2 3 4 5 6 ha, đếm 6 ô đi, rồi mình bẻ nha mọi người nè, mình bẻ ngang cái nha mọi người nè, bẻ bằng tay được rồi, cái này khỏi dùng thước nha, tại vì khi mà Ngọc làm số lượng nhiều á thì Ngọc sẽ sử dụng thước nha mọi người, có thước có bản kẹp rồi luôn, làm như mấy video trước mà Ngọc chia sẻ đó, cách làm bản kẹp đó ha, thì rất là lẹ. Còn cái này làm ít là mọi người ơi, Ngọc chỉ chia sẻ cách làm cho nên Ngọc chỉ làm bằng tay thôi nha. Đếm lên 7 nha mọi người, 1 2 3 4 5 6 7, đó 7 ô, rồi mình cứ bẻ ngang luôn nha mọi người đó, như bình thường đó, rồi mình bẻ như thế này đi đó, rồi tiếp tục đếm lên 6 ô nha mọi người, 1 2 3 4 5 6, rồi 6 ô ha, rồi 6 ô rồi nè, mình bẻ ngang luôn nha, mình thấy dễ không đó, bẻ xong là thành phẩm là một cái lồng bẫy chuột nha mọi người, bẫy chuột cống là ok đúng mọi người. Cái loại lồng này á là nó mới bền bỉ với chuột cống nhung được nha mọi người, mình thường xuyên á mình bẫy chuột cống nhung á mọi người, là sử dụng cái loại lồng này nè, cái loại lưới này nè ha, làm lồng kích cỡ này nè là bẫy là ok luôn mọi người. Ngọc sử dụng loại này nè mọi người ơi, trước đây á Ngọc không biết á, Ngọc cũng hay sử dụng mà cái loại lưới chì lỗ 1/2 nha mọi người, cái lỗ hồi nãy Ngọc có nói đó, lỗ 1/2 nha, rồi Ngọc đi bẫy á dùng cái loại lưới nhất luôn á, nhưng mà khi đi bẫy rồi phải không, thì một thời gian mọi người có dính có mấy con chuột đâu, có 1-2 chuột cống à, là cái lồng á nó quéo lại, nó quéo dụm lại mọi người ơi, cho nên là xài không được nữa nha mọi người. Như là Ngọc chia sẻ cách làm bằng lưới chì này ha, nếu như á cô chú anh chị nào mà đã làm rồi ha, thôi thì cho qua giùm Ngọc nha. Còn những cô chú anh chị nào á chưa từng làm á ha, chưa hiểu về cái cách chọn lưới chì á, thì nên chọn lưới chì này nha mọi người, rất là tốt nha, lưới chì này bền lắm nha mọi người. Rồi để Ngọc cuốn vô cái nha mọi người, cuốn vô bình thường mọi người, thầy dùng cái kìm nha,
chung làm cái này mọi người, làm lòng chuột hay lòng rắn nha, thì bắt buộc nha, mình phải sắm một cái kìm mỏ nhọn như thế này nha mọi người, đó, xài nó mới bền được nha mọi người, là làm mới ok được nha, đó, là cuốn lưới là ok luôn mọi người, cuốn lưới bình thường cũng cuốn gì thôi, đó, thấy không, cũng cuốn gì thôi, đó, gặt là nó vô mọi người, nè, Ngọc để ở đây gặt là nó vô rồi, nè, làm đẻ lắm mọi người, làm lòng chuột này là làm nhấp nháy luôn á, như mình làm lòng chuột á mọi người, nếu mình làm lỗ lưới mà 1/2 phải không, thì mình chỉ áp dụng vô được á mọi người là chỉ là 70 đường mòn thôi nha, 70 đường mòn á, với 7 chuột mấy con chuột cơm đầu lặt vặt mấy cây dừa đó mọi người ha, với đồng lúa đâu á thì được nha mọi người, thì có thể là nó bền được thì sẽ xài được nha, từ lỗ lưới chỉ 1/2 á. Còn làm chuột cống nha, đặc biệt là đặt chuột cống nha mọi người, chuột cống thì không nên sử dụng lưới chỉ 1/2 nha, cái đó là lời khuyên của Ngọc nha. Đó, sau khi Ngọc đã cuốn thành phẩm xong, mọi người thấy điều không? Nó cuốn bằng tay thiệt nha, nhưng cũng thấy điều mọi người ha. Khi mà lưới tỉ nó chưa được chuẩn vào, nó bị méo tới méo lui á, thì mình có việc mình chỉnh sửa cho mọi người nè, chỉnh sửa xíu lại ha, cho nó chuẩn cái lòng ha, cho nó đều đều coi được xíu mọi người, nó không có đẹp thiệt nha, nhưng mà coi cũng được được chút xíu chứ, để cười chết luôn. Để Ngọc bóp này lên nha. Đó, còn cái này là xa xa này ha, mình không cần phải ốp gai như thế này nè mọi người, này ốp gai như thế này đi. Đó, mình không cần phải ốp gai từ nụt đâu nha mọi người. Cứ mỗi cái lồng vậy phải không nè. Bắt lồng này nè, ốp một gai hoặc hai gai được rồi mọi người ơi. Còn nhiêu mình xả đại đi nè, còn nhiêu có ốp sát được gì được rồi. Như anh chị nào á có cái thời gian á mọi người, có thời gian á thì mình ốp gai luôn nha, mình ốp từ mặt gai một. Còn riêng Ngọc Kỷ á thì không ốp từ mặt gai một đâu. Không cần siết mới chết như thế này từ mặt gai một đâu. Công phu lắm mà vốn dĩ mình siết gì nè, chỉ cần cốp gì đi thì con chuột chúng nó vốn dĩ nó cũng không bao giờ ra được nha mọi người. Nó không có nung mà để quát cái cọng lưới chì này đi ra ngoài là chuyện đó là không có thể nha mọi người, không có khả năng được nha. Rồi, bây giờ tiếp theo á là mọi người chuẩn bị sử dụng cho Ngọc nha. Là cái là dây chì nha, một khúc dây chì. Ngọc chơi một phanh đi chì nè mọi người. Chơi phanh đi chì luôn. Rồi đặt như thế này nè mọi người nè. Đặt vị trí này nè ha. Đó, vị trí này nè. Nè, mọi người nên cho cái miếng chắp nấu ha. Nè, cái lồng nè, mình phải không? Cái lằn gai thì mình bẻ là khi mình đặt cái lồng lên, vị trí nằm dưới nha mọi người, nằm dưới nha. Còn cái đầu tên như chị này nè, mình cho nằm trên nha mọi người nè. Đó, khi mình đặt cái lồng nằm gì nè, là cho nằm trên luôn nha. Nó canh ngay giữa lồng đi nè, từ đây vị trí này nè. Rồi bẻ cốt Ngọc cái nha, nè. Cốt Ngọc một cái. Nó rắn gì nè, là ok luôn mọi người, là chắc lội luôn nha. Khỏi cần sợ chịch chuột gì đâu. Đó. Khi mà mình bẻ xong phải không? Rồi lấy cái kìm nè. Dịnh cái chân cái đầu bên đây lại cái nè, dịnh chỗ này lại cái nha. Rồi, dịnh hai mối nha mọi người nè, cái này ha. Nè, dịnh cái này cái luôn. Rồi, ba mối xong phải không? Chấm giữa đây nè, dịnh đây cho Ngọc cái luôn nè. Siết lại, lật lẹ không? Đó, nè, tiếp tục lật cái cùi chì lại. Để Ngọc xả cùi chì cái dài quá mọi người, cho nên nó hơi gắt gấu nó hơi khó. Ha, để Ngọc là chỉnh này cái. Đeo cắt bỏ cùi chì đi. Dài quá cũng khó lật. Rồi. Rồi tiếp theo mọi người, nè. Rồi mình đặt cái kìm như thế này nha. Nè, đặt cái kìm trong cái vị trí đây nè, mọi người thấy không? Nè. Chịu háo xíu nha, rồi gạt được cái lên cho Ngọc cái là lên ngay chốc nha mọi người, là lên ngay chốc luôn nha. Đây, gạt lên cái ha. Đó, lật lên cái rồi, lật cái lòng ngược cái lại, rồi bẻ nha mọi người nè, canh chân cái giữa nè. Bẻ dí này cho Ngọc cái. Đó, bẻ ở đây luôn. Ha, mình bẻ trước gì đây, rồi lát mình mới siết lại sau nha mọi người. Cho chủ yếu là cho nó giữ mặt lại thôi, cho nó giữ cái này lại nè, nó đừng chạy á. Đó. Thấy không? Rồi, tiếp theo á mình cầm cái lòng lật ngược cái lại nha, nè, canh như hệt như nãy luôn nha, nè. Rồi, lật ngược cái lại luôn nha, bẻ luôn nha. Đó. Rồi, bẻ ngay thế này nè, cuốn chặn giữa này ha. Cái này là cạnh này nè. Mình cuốn lại nha mọi người. Đó. Rồi tới vị trí này cũng vậy nha mọi người nè, tới vị trí này ha. Nè, tới vị trí này nè. Canh nha. Đừng có để cái kìm, đừng có đặt cái kìm sát trên cạnh lưới chì nha. Bẻ là tức quốc à. Đặt hơi thưa ra ngoài một xíu. Ra ngoài tầm khoảng là 2 ly nha. Là 2 ly như này nè, rồi cầm cái đây, chắc cái kìm đây cái. Cầm cái cọng chì này nè. Cái đầu này cầm tay cọng chì này, sát ở đây, gạt lên nhẹ cái nha mọi người. Là sát lẻm luôn nha. Nè. Đó, gạt xong rồi nè, thấy không? Nè. Siết mấy co lại. Mấy co là mấy cái mà bung ra thường xuyên á. Đó. Nè, thấy không? Nó Ngọc siết xong rồi nè. Nè, còn cái gì còn dư lại nè, Ngọc cắt bỏ một khúc còn dư lại phải không? Nè, mình canh cho ngay đi. Sắm luôn cái kìm cắt nha mọi người nè. Canh ngay thế nè. Thấy hai cái nó nói không? Cắt cho nó bằng luôn nha. giờ mình muốn á. Mình muốn cho nó qua thế này nè mọi người, cũng được nha. Còn Ngọc không cần cắt cho nó qua đâu. Không cần đâu mọi người. Nè, cắt ngay luôn. Canh ngay cái vị trí này nè. Ngọc làm đi không nha mọi người. Còn anh chị nào muốn làm cho qua luôn á thì làm. Còn Ngọc chơi gì đó. Quốc tới nha mọi người. Giữa lòng mình nè. Mình siết mới chết luôn. Rồi ngay co nè, nhớ nha, ngay co nè, siết mới chết lại cái nha. Bốn có co lại, siết bốn mới chết. Canh ngay giữa nè, siết mới chết cái được. Còn nhiêu thả lỏng hết đi, còn nhiêu cứ thả gì đi là bình thường nha. Không có ảnh hưởng gì hết.
Rồi kế tiếp á mọi người là mình sẽ đưa cái đít vô nha. Nè, cái thầy phần đít nha. Đó, cắt cho ngọc á. Cái chiều đứng của cái tấm lưới này cũng là 6 ô nha, chiều ngang tấm lưới này là 7 ô. Rồi chồng vô nè, đặt như thế này nè mọi người, nè, chồng vô ha. Đây. Rồi mình chồng vô thế này nè, đó. Nè. Chồng thế này nha, rồi địch ra đây nha mọi người. Rồi để ngọc địch ra cái cho mọi người xem nha. Rồi nè mọi người, sau khi mà ngọc đã xiết xong hoàn thành cái phần phía sau mọi người, phần đít ha là như thế này mọi người ha. Ok không? Thấy không? Mọi người thấy trong điện thoại nha, đừng thấy nó nhỏ nhỏ vậy nha, chứ thực tế ra ngoài bự lắm nha mọi người. Bảy con mềm bẹp chà ba lửa luôn á nha, đừng giỡn đâu. Bảy này dài lắm nha mọi người, nó ngọc đo ra nha mọi người. Nè, giỡn đâu. Thứ hai tấc mấy lần nha mọi người. Gần khoảng 2 gần 2 tấc 3, 2 tấc 4 lần á, giỡn đâu. Nè, cái bề ngang, còn cái bề ngang tới khoảng gần 1 tấc 6 tấc 7 luôn á, thấy không? Nè, mà thấy không có nhỏ đâu nha mọi người. Nè, không có nhỏ đâu nha. Nè, nói giỡn đâu. Thấy trong điện thoại hơi nhỏ nha. Nhưng mà 7 đi, ok luôn á, chụp cống nhung là đi. 1 kg ngoài cho 1 kg 1 kg 2 luôn á, vô cái lồng này là ok luôn á, còn rộng băng luôn á, quay tới quay lui là thoải mái nha mọi người. Rồi, tiếp theo là ngọc sẽ sử dụng cái phần nắp nha mọi người nè, bít vậy nè, ha, bít vậy nè, đây. Bít nha, đây, bít vậy nè. Nè, cắt cho ngọc nha. Nè, gai cắt vậy nè. Là ok nha mọi người. Khỏi cần cắt chừa bố đựng chừa 4 cạnh gai lặn móc kiếm công lắm, chừa 3 cạnh được rồi. Cạnh này lặn lắc ở trên này, nằm trên đây nè. Có cọng dây chì á, nó sẽ dắt ngang đây nè, là nó để lên trên cái lồng vậy nè, là ok rồi, không cần phải siết gai luôn đâu. Siết gai 3 cạnh được rồi. Sợ khi con chuột cống á mọi người, nó tung thì sẽ hở mấy cạnh này ra đây nha, bên đây nè. Thường xuyên nhất là sẽ hở cạnh đây nè. Thành thử ra mình phải nịch hết nha. Nịch. Này, nịch luôn. Rồi, để ngọc nịch xong cái đi rồi ngọc sẽ quay cho mọi người xem đấy nha. Dễ làm mọi người ơi. Đơn giản, để làm mà hiệu quả cao nha. Vô chuột là tuyệt đối luôn á. Xài á là bền 7-5 tháng luôn. Làm cái lồng này đi, lỗ lưới chì đúng phân 2 nha, lưới chì đúng phân 2, lưới chì chống xét nha, lưới này nè, lưới cáo chì chống xét, là gọi là lưới chì chống kẽm đó mọi người. Xài đi, cái lồng này ha, làm một sống chân là xài đi, 5 năm chưa hư nữa, có hơi hám nào đâu mọi người ơi, bền bỉ với thời gian lắm nha. Rồi, để Ngọc làm cái hôm đó nha, làm cái nắp cái, rồi quay cho mọi người xem tiếp. Rồi nè mọi người, sau khi mà Ngọc đã dắn xong cái nắp lại như thế này cho mọi người nè, dắn ha, bên này. Với bên này, trên giữa này, ở trên đây khỏi vắng nè mọi người, trên đây là hai chỗ nối nè, hai chỗ gặp nhau này nè ha, hai chỗ nó giao nhau nè, đó là mình để ở phía trên nắp lồng mọi người, trên đây cũng vậy nha, là hai cái giao nhau nè, để trên đây luôn mọi người nè, không ảnh hưởng gì hết trơn nha mọi người nè, mình đặt gì nè, đó gì nè, đó là ok nha. Rồi mình đo á mọi người, lấy nè, Ngọc sẽ làm sẵn cái cây móc rồi nè ha, rồi mình đo á, lấy chị mình bẻ mọi người, mình đo á, đo từ vị trí này nè, đặt cái lồng lên phải không, mình đặt cái lồng như thế này nè, rồi mình đo nha mọi người nè, đo từ vị trí này nè, đó, đo từ vị trí này nè, mình đo xuống tới đây nha mọi người nè, đặt tới đây nè, đó. Đó mình làm cái lồng này phải không? Đo xuống nè. 1 2 3 4 5. Đó là cho nó vừa lọt xuống cái cạnh ô thứ 5 này nè. Lại của nửa ô thứ 6 đó nè mọi người nè. Nửa ô thứ 6 đó nha, là như thế này nè, nè. Đó. Rồi, mình siết chết hai bên cạnh này lại nha mọi người nè. Mình siết chết hai bên cạnh này lại. Này siết chết hai bên cạnh này lại một cái. Đó. Rồi mình lấy dây chì á, rồi mình nịch lại để ngọc siết chết nha. Rồi ngọc nịch lại xong chân cho mọi người xem. Rồi tiếp theo là sẽ làm cái lò xo nha, cái quan trọng nhất là cái lò xo nha mọi người, cái lò xo để giữ cửa nắp lồng này nè là rất là hiệu quả nha, ok luôn á. Rồi cái công đoạn xíu nắp lồng như thế này mọi người nè ha, gì ha nè, rồi đặt như thế này nè, đó để bằng trên mí luôn ha mọi người, bằng trên mí ha, cầm mấy chị á nè, ngoái cho ngọc thế này nha, nè ngoái thế này đi, sỏi vô ngoái luôn nha mọi người nè, sỏi vậy nè, ngoái vậy nè, nè lặn vậy nè, khỏi buộc mọi người ơi, cái này nó có buộc đâu mà sợ nè, buộc ngọc ha nè, đó rồi hai bên đục vậy đây nè, hai bên đục vậy phải không nè. Tiếp theo chân cạnh này phải không nè, đổ tới đây, bẻ công chị ngắt ở đây cái, chọt cái đầu nè, chọt lên đây nha mọi người, nè chọt lên, chọt cái này nè, nè, nắm rút lại, thấy không, ok không, nè, rút lại, đó, rồi kéo qua đây tiếp tục nè, bẻ công chị đây cái, rồi rút lại nha mọi người, chọt lại, rút lại, ok luôn á, chuẩn lắm, nè, tuyệt đối luôn nha, cống không bao giờ mà có chuyện mà nó nung mấy quát cái chỗ mà mình nó nói gì đâu nè, đơn giản không, đây, đơn giản mà hiệu quả mọi người ơi. Đó, cái này là cái lẹ nhất nè, khỏi buộc nha mọi người, khỏi gần đưa dây chì vô mà buộc ngoài từ cái lâu lắm. Rồi vậy là ok đó mọi người, lấy kìm cắt đó nha, dư nè, cắt cái đè xuống luôn đó, thấy ok không, lẹ không nè, đó là thành phẩm này nha mọi người, cái lồng nè, đó thấy ok không. Tại vì hiện tại mọi người chỗ của Ngọc nha là trời đang chuyển mưa mọi người, cho nên khi mà cái video nó hơi tối á thì mọi người thông cảm nha. Rồi cách sử dụng lò xo á mọi người, mình nên xài cái dạng mà cái lò xo hơi mắc tiền chút xíu nha. Nếu đặc biệt á là mình sử dụng chuột cống này là xài cái loại lò xo, lấy lò xo tốt, lò xo có độ cứng nha.
và cái lò xo nếu mà được á thì nên mọi người nên xài cái lò xo ống. Lò xo ống á là cái lò xo ống mà cái ống là cái lò xo nó màu vàng vàng đó. Còn nếu không mình sử dụng cái lò xo màu đen cũng được, nhưng mà lò xo lọc cộng lò xo phải bự nha mọi người. Có cái độ đàn hồi tốt mà phải cứng để thông chuột cống vô là thui nó à. Dính một con một à, xài mấy cái lò xo mà dở dở á mọi người. Dính một con chuột cống một thôi là cái lò xo tiêu tan liền nha. Đó. Rồi, Ngọc sẽ cuối cùng công đoạn cuối cùng này á là Ngọc sẽ gáp cái lò xo để nịt cái này. Gáp cái cò gài và làm cái móc nha mọi người. Làm cái móc khóa đây nè, làm cái chốt lò xo phá cái nắp cửa nha, là ok luôn á. Rồi, để Ngọc làm cái nha. Rồi, tiếp theo á mọi người chuẩn bị cho Ngọc nha. Nè, cái cọng dây chì á, nè, cọng dây chì này là cọng dây chì mà bằng cái đinh khoảng 2 phân mọi người nè, 2 phân ha. Đây, vẽ cho nó công động nha, để làm cái móc phá nha mọi người. Nè. Rồi đầu tiên á, đặt này lên, nè, trước hết đặt này lên. Nè, cái răng vị trí này phải không? Nè, vị trí này nè. Đó, rồi hạ cái lòng đây làm dấu vậy, hạ cái này nha, hạ cái này lên. Rồi hạ nó xuống đây, nè, răng cái này ha. Nè, lấy cái cây này nè, chọt cái đây nha mọi người nè. Chọt cái đây ha, nè. Chọt xuống, nè, chọt xuống rồi xong nè. Đây ha. Nè. Rồi tiếp tục lấy cái kìm á, kìm mới nhọn mọi người. Lấy kìm mới nhọn nha. Chọt vị trí này nè. Nè, cầm này nè, mình dở lên, nè. Rồi đẻ nó xuống. Đây. Bóp hai này cho ngay lại. Rồi mình gạt một chiếc gang cái. Rồi. Là ok nha mọi người. Nó trở thành móc phá nè. Thấy không? Đó trở thành móc phá nè. Rồi mình cắt nha, đừng cho chó lọt cái nè. Để thôi nó chạy nha mọi người nè. Để nó vướng á, nè, cắt cho nó hụt cái này xíu nha. Hụt cái chí sau xíu. Đó. Hụt chí sau không nè. Nó hụt cái chí sau phải không nè. Hụt rồi nè, thấy không? Đó, còn vị trí này phải không? Nè, canh ngọc như thế này nha, nè. Cái cò nè, cái cò nằm trong đây nè ha. Mình canh sao mà khi gãy cái cỏ mọi người. Mà gãy cái cò để cho nó hụt được rồi. Canh sao cho gãy cắt đi, cắt gãy cò sao cho nó hụt được rồi. Đó, khi mình gãy cò, vậy nè. Đó, cho chuột cái đạp được rồi mọi người. Đạp mà sụp cái cò xuống được nha. Đừng có cao quá dở lắm. Đó. Tiếp theo á, chuẩn bị cho mọi ngọc cái này nha. Nè, ngọc bẻ sẵn rồi nè. Mình canh á từ vị trí này nè, nè, từ vị trí này phải không? Nè. Vị trí này nè, đó. Mình canh ra giữa này nè, đây nè. Cái mình gạt qua bên đây nè mọi người nè, gạt ra vậy nè. Đó, mình canh sao cho đều vậy nè. Đó. Vậy nè, là ok nha, nè. Vậy nè, mình gãy trống mọi người là ok liền nha. Nè. Nếu gãy nha. Gãy bóc bên đây cái nè, rồi gãy bên đây luôn cái nha, nè. Rồi. Lấy kìm siết lại. Lấy kìm bấm lại đây cái nha, nè, bấm lại cái. Đó, bấm lên cái, bên này cũng vậy luôn nha. Bấm cái này lại cái luôn. Là ok liền. Đây, xong rồi nè mọi người ha. Đó, thấy ok chưa? Rồi tiếp theo mọi người chuẩn bị cho Ngọc cái lò xo nha, nè. Cái lò xo này mọi người thấy cái lò xo không? Nè. Lò xo này cứng nha mọi người, này cộng bự lắm nha, nè. Cộng lò xo này nha, là cộng lò xo này tính ra là nó nhỏ hơn cái đinh 2 phân nha mọi người, nhưng mà rất là bự nha. Nè, cái lò xo là mua lò xo tốt á, nè. Đi tiệm mấy tiệm mà tao bán gặp chuột á mọi người. Rồi nói mình mua cái lò xo dùng để chiên 70 cống á là nó bán cho mình nha, lò xo nè. Còn mấy lò xo 70 cơm á, có chừng bao nhiêu à, có bao dài à. Mà nếu xìu à, lò xo này lớn nha. Lò xo này là có thể là người ta dùng để mà đi bẫy làm bẫy chồn á, lò xo này nè. Rồi mọi người bẻ cho Ngọc nha, nè cái đầu nè. Nè, đầu ha, nè. Gạt lại một cái. Đầu phía sau cũng vậy luôn nè. Cặp đặt cái kìm đây gạt lại cái. Đó, thấy hai cái đầu không? Thành hai cái móc liền ha. Gắn vô cho mọi người nè. Rồi mình gắn vô trong đây nè. Nè, mình đo vị trí này nè. Cầm lò xo nha, đo tới vị trí này thôi nè, bằng mắt này nè, thấy không? Nè, cầm đầu lò xo nha, bằng mắt này thôi. Giờ mình dở lò xo lên, nè, là nằm chăng vị trí này phải không? Nè, cái đây nè, cái đây ha, nè, cái đây nè. Rồi mình đưa xuống, đưa lên. Rồi. Ok không? Bảo đảm luôn mọi người nè, gà để chắc lậu nha nè, thấy không? Đây. Thấy tuyệt đối chưa? Ok chưa? Đây, là xong ha. Đó là xong cái lồng sập chuột rồi nha mọi người, đó. Thấy không? Nhưng mà cái này nè, để xử cái cò nha mọi người nè, khi chủ có đạp mọi người nè ha, đi đạp cái cò nè. Nè, quánh xúc ok không? Chắc lậu đi nha. Nhưng mà cái này chắc chưa? Chưa chắc đâu nha mọi người. Chưa chắc đâu, còn cái này mới chắc nè. Cần phải có cái móc. Móc này nè, Ngọc sẽ làm cái móc lò xo nha. Cái móc này mới là quan trọng của cái gập này nha mọi người. Nếu cái gập á, cái gập bẫy chuột này nè. Nếu như á mà không có cái móc nha, không có cái móc chống sẩy á, không có cái móc đẩy cái nắp lại á, kịch cái nắp lại là thua nha. Khỏi đi đặt đâu, đi đặt cũng như không à, nó cũng ra tiêu rồi. Trước khi mà muốn được cái móc lò xo này, mọi người chuẩn bị cho Ngọc nha. Đây là cái sợi dây thép. Sợi dây kẽm á. Sợi dây kẽm này là cái sợi dây kẽm này nè, là bằng cái đinh 3 phân luôn nha mọi người. Rồi mình gắn như thế này nè, là để làm cái lò xo nha, để làm cái móc lò xo. Nè, chuẩn bị cái đồ gắn lò xo cho Ngọc như thế này nè. Nè. Thấy không? Chọt như thế này nè. Cái chọt không? Chọt như thế này nè, rồi gắn nha mọi người nè. Gắn cho Ngọc là 9 vòng nha. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 đó, 8 9 vòng nha. 9 vòng. Rồi. Vị trí này ha mọi người nè. Nó chưa khít nhau phải không? Nè, vắng phải không? Nó còn hở nhau thế này phải không? Lấy dùng cái kìm gõ xuống nha mọi người. Nè, dùng cái kìm gõ lại. Nè.
Rồi gõ cho nó ngay lên nha, gõ cho nó ngay chốt lại nè, lấy cái kìm sửa lại cho nó ngay lại nè, bóp cho nó ngay lại đây. Rồi mình sửa cái này lại nha mọi người nè, sửa cái này lại cho nó ngay lại nha, như thế này nè đó. Rồi để Ngọc sửa dùng cái xe xong cái chân rồi Ngọc sẽ hướng dẫn cho mọi người cách gắp luôn nha. Nè nhớ bẻ nha, đây cộng cộng thấp này nè, thấy không, là nó như thế này nha mọi người nè, là nó cắt với nhau nha, nó phải thẳng với nhau nha, thẳng thẳng hàng luôn là mới ok được nha mọi người, phải thẳng hàng luôn. Rồi để Ngọc chỉnh cái lò xo xong đi, gần lát khi Ngọc gắp vô quay cho mọi người xem. Rồi nè mọi người, sau khi mà cái lò xo mà Ngọc đã chỉnh sửa xong là như thế này nha, rồi tiếp theo mọi người lấy cái lồng á nè, đặt cái lồng người cái lên giùm cho Ngọc nha. Nè lưới chì lỗ 2 phân phải không, mọi người đặt cho mình nha, đếm nha, ô nè 1 2, thấy không nè, ngay chặn cạnh ô thứ hai này nè, đặt cái lò xo ngay đây nè, cạnh ô thứ hai này nè, nè ngay chốc lò xo thứ hai cho Ngọc ngay thế này nha, ở trên vị trí này nè, từ vị trí nắp nè, cái nắp này phải không, bỏ ra đây nè mọi người, bỏ cho Ngọc 3 phân nha, đây đây là bỏ cái 3 phân cho Ngọc nha, đó cắt bỏ. Rồi ngay vị trí của cạnh thứ hai này nè, cái cạnh thứ hai không nè, thấy không nè, 1 2 ô nha, căn cạnh ô thứ hai nè, mọi người cắt 73 cho Ngọc nha, đây nè cắt 73 cho Ngọc nha, cộng dây này nè, cắt 73 cho Ngọc đây, đây là nó 73 nha mọi người nè, cắt 73 nha, né này lên xíu nè, người thấy không nè, hở cộng chị lên xíu nha, rồi đút cái này vô cho Ngọc nè, nè đút cái nè, nè lật ngược cái lại nha, cái lò xo thấy không nè, nè lật ngược cái lại, đút vô bên chiều dài trước, đút sát cái chiều dài trước đây, rồi còn cái chiều này nè, còn cái này phải không, nhảnh lên phải không, đây lấy cái kìm mũi nhọn á mọi người nè, cái kìm mũi nhọn á mình hạ xuống nha, hạ sát xuống lúc dưới luôn, rồi mình nạy ngược cái lên nha mọi người nè, mình nạy ngược cái lên thì cái này nè cái đỉnh nó sẽ nhảnh lên nha nè, còn là còn 3 phần còn lại nè của cái sợi dây kẽm phải không nè, nó nằm gì nè, rồi mình nạy lên nha mọi người nè, nó vô ha, nè vô nè, rồi mình lật ngược cái xuống, lắc ngược xuống vô nó ảnh lên nha, lắc ngược cái xuống, lắc nhẹ ngược xuống một cái rồi là nó vô ba game nha mọi người nè, nó vô nha nè, nó vô là gì nè ha, ở chiếc phía sau này mọi người nè, nó còn nhảnh lên phải không nè, nhảnh câu lên phải không nè, mình bẻ ở chỗ này nè, ở chỗ này nè bẻ nhẹ nhấp nhẹ xuống cái đó, ăn cho nó bằng luôn, nó bằng dưới cái mặt đó, còn chân vị trí này thấy không nè, người thấy vị trí này không nè, là nó hở này mọi người, là nó nhảnh lên này nha, là cho nó vướng chân cái cọng dây kẽm ngang này nè, thọt cái kìm ở đây nè, bẻ ngược cái lên cái nè nha, lấy cái tay này chằng xuống, lấy cái này cái kìm này lắc ngược lên cái gì đây, rồi thấy không nè, nó bằng hiến liền phải không, thấy nó bằng hiến liền phải không nè, nó bằng hiến liền phải không, đây rồi ngay chân chỗ vị trí cái nắp này nè, ngay đây phải không nè, lấy cái kìm á đặt cái vị trí này nè, đặt cái vị trí này cho Ngọc nha, vị trí này nè, đây vị trí này nè, cái vị này đúng nha, mình canh giữa cộng cộng với chị á nè, mình canh nãy mình chừa 3 phân còn lại nè, là cái này 3 phân phải không nè, mình đặt cái kìm ngay đang giữa có 3 phân nè ha, bẻ cho Ngọc thành cái móc nha nè, bẻ cho Ngọc thành cái móc xuống, móc ngược cái lại đây, anh thành móc ngược cái lại đó, là như thế này nè mọi người, là như thế này nè nha, đó nè, sau khi mình bẻ thành cái móc phải không nè, ngay trí này nè, chiếc chân cái đầu móc này phải không, cái dí ngay đầu móc này nè, mình ẩn ngược cái gan nha mọi người nè, để ẩn ngược cái gan nhẹ một cái, lắc nhẹ ngược cái gan một cái, đặng cho nó vô ba game mọi người, thôi nó không vô ba game à, đây đây lắc ngược cái để cho nó vô ba game mọi người nè, để Ngọc thử cái nha, Ngọc thử cái rồi nè mọi người, sau khi mà Ngọc đã chỉnh sửa xong đi ha, nè chỉnh sửa xong cái móc là như thế này nè mọi người nè ha, không bao giờ quát luôn nha mọi người, nếu mình sử dụng cái cọng dây chì ha, cộng dây chì á từ vị trí này hoặc chả làm kéo cái vị trí này đi, thì khi mà ra ngoài vườn mọi người, khi mà da chạm á gặp dính gặp với nhau á, hoặc chả là bị cây cỏ đầu bên ngoài nó móc á, thì nhất định sẽ quát cây này nha, còn cái lò xo này thì tối không là không quát nha mọi người nè, từ vị trí này phong này Ngọc kéo cho mọi người xem nè, nè thấy không nè, nè buông ra nè, dẫn vô ba game nha mọi người nè, vô khích game luôn nha, Ngọc thử cho mọi người xem nha, nè thử cho mọi người xem nha, nè khi dính con chuột cái nè, con chuột vô đây là không bao giờ tuyệt đối nè, thấy không nè, vô đây là dính móc lại nha, tuyệt đối là con chuột không bao giờ ra được đâu nha mọi người, cái này là hiệu quả rất cao luôn nha, cái móc này á, cái chốt này nè mọi người thấy không, nó đơn giản thiệt, làm đơn giản thiệt, nhưng mà không bao giờ vượt con chuột cống đâu nha, con chuột mà hô mà nó nung mà để quát vào chỗ này nè mọi người, để quát vào chỗ này nè ha, để con chuột cống mà đi ra ngoài đây ha, chuyện đó là không có thể nha mọi người, tại vì Ngọc làm không biết bao nhiêu cái lòng mà cái chuyện mà bị quát cái móc này chuột ra ngoài phải không, là chuyện đó là chưa có xảy ra nha mọi người. Nè Ngọc thử cho mọi người xem nha, nè khi giả sử nha, nè thường xuyên nhất á, là mọi người sợ cái móc này á, nếu mà làm cứng quá á, thì con chuột nó vô, con chuột nó đập, con chuột đâu phải là nó đập cái lọt đây đâu, nó đập có khi bị kẹt cái đuôi đây nè, nè người thử, Ngọc thử cho mọi người xem nha, nè giả sử nha, khi đập này ha, nè bị kẹt cái đuôi nè mọi người thấy không, kẹt đuôi đó gàng ha, nè kẹt nè là bị kẹt cái đuôi này ha, khi con chuột rút vô nè, khi con chuột rút cái đuôi vô nè, rút cái đuôi hết sát nè mọi người, coi cái lò xo nha, cái lò xo nè, nè lò xo nè, nó quát nó hở lò xo thấy không, nó hở lò xo thấy không nè, nó lò xo hở thấy không nè,
vô nè, thấy không, lò xo nó hở ra liền phải không, ngã lò xo nè là nó hở ra liền khi mà vô phải không nè, khi cái gập hạ xuống là cái lò xo nó hở ra như nè, rồi khi gập vừa hiếp sát lại là nó khích ghim luôn nha mọi người nè, khích ghim luôn nha nè, thấy không nè. Con chuột tuyệt đối là không bao giờ mà có cái chuyện mà bị kẹt đuôi, bị dính cái này là cái móc là nó không vip, là nó không là nó không sát, chuyện đó là không có thể nha mọi người, cứ an tâm đi, mọi người cứ an tâm mà làm đi nè. Cái móc này, cái móc này là hiệu quả là tuyệt đối luôn nha mọi người, 100% là cái móc này là sẽ giữ được cái nắp lồng của chuột, con chuột cống không bao giờ ra được. Chứ đừng làm hai cái thép á, cái thép ngang như nè, làm trên đây ha mọi người nè, làm trên đây nè, cong xuống đây ha, rồi lấy cái thép ngang á, lấy cái thép ngang nè mình xả xuống như nè để chặn cái nắp lồng lại như thế này cũng được, chứ không phải là không, rất là hiệu quả. Nhưng mà khi mà mình gài á, có khi á bị dính á, dính vào cái cỏ chứ bãi cây á của hai bên mé lồng này nè, hoặc giả là mình xài một thời gian phải không, cái sợi chì này bị xét nè, thì cái cây sắt này nó không chạy được nha. Xài dòng cũng vậy, dòng mà bị xét nó cũng sẽ không chạy được. Nhưng mà cái móc này nè, cái móc này nó rất là bền nha mọi người, đi là bền với thời gian dữ lắm nha mọi người. Làm cái móc này đi, làm gắn nồi soi như ngọc như nè, xài cái làm gặp chuột này phải không, 5 năm 5 năm 3 năm không có hơi hám nào hết trơn, không có, tuyệt đối là không có trục chặt gì hết đó. Ok không đó, đừng nói là con chuột con trộn còn không ra được nữa. Thấy không, Ngọc có Ngọc 7 á mọi người, 7 mỗi ngày á, Ngọc rộng ở phía sau á, nhiều lắm mọi người ơi, để Ngọc sẽ ra đằng sau á, Ngọc quay trực tiếp chuột cống mà Ngọc thành quả của Ngọc á, rồi Ngọc đi 7 được á, Ngọc phải cho mọi người xem nha. Rồi chừng nào ra tới đằng sau đây, rồi ở phía sau á, rồi Ngọc sẽ quay cho mọi người xem chuột chút xíu nha. Rồi Ngọc cũng ra tới đằng sau rồi nè mọi người nè, cái thành quả chuột đó là đặt đấy nha mọi người, là được bao nhiêu là mọi người đó, cái này là thực tế luôn nha mọi người nè. Đó đây là chuột cống nha nè, Ngọc rộng rồi nè ha, đó được nhiêu là mọi người, ba con chuột chà bá lửa luôn ha. Ở đây cũng vậy nè mọi người nè, mọi người thấy đặt không, chuột không, chuột cống không nha mọi người nè, thấy lồng không nè, lồng lưới mà Ngọc chia sẻ nè mọi người, thấy chốt bóc không, chất lượng ok không nha, xài bền dữ lắm đó, thấy hiệu quả không. Còn những con lỗ phân hai mọi người nè, phân hai nó cắn nè, bị díu chì nha mọi người, là chì dễ bị díu lắm. Nè đây vừa thấy không, đó là chì nè, bị sức chì cho nghe, bị díu chì á đó. Cho nên mình cũng hạn chế á, mình cũng hạn chế ba cái xài cái lưới chì lỗ phân hai nha mọi người đó, mình xài nó xài cái lỗ lưới chì mà lỗ lưới hai phân này nè, là bền thấy không, chắc lỗ luôn á, thấy không, không có một chỗ méo chỗ mớp luôn á, thấy ok không. Đây rồi, vậy Ngọc cũng xin kết thúc cái video anh lên luôn đây nha mọi người. Ngọc chúc cho cô chú anh chị và các bạn xem video vui nha. Rồi máy bay mọi người nha, chúc mọi người thành công.